bao nhiêu nghìn năm người ta nói về tận thế cũng đều là huyền thoại. Cho nên cái cuối cùng vẫn phải chờ tiếng sấm nổ. Thì đó là một cái puzzle cuối cùng để gáp lên một cái bức hình mà nhiều nghìn năm nhân loại đang chờ đến. Và tất cả các hội thiên nhiên thế giới cũng đang mong xảy ra. Nhưng ngược lại, thiên ma họ không bao giờ tin cái đó và không bao giờ họ nghĩ sẽ có cái đó luôn. Cho nên lòng của họ chập chờn thay đổi là do cái tâm ma đó, con biết không? Còn tâm Phật phải có lòng tin. Nước Ấn Độ ngày xưa mất đạo Phật là gì? Không có lòng tin. Những đứa mà không tin cha, không tin sư phụ, không có lòng tin vững vàng như Thượng Đế thì cũng đi xa vào địa ngục. Không phải thù chùa ẻo, nhưng mà gì đã phỉ báng và đã chối rồi, chối cái chánh rồi, đi theo cái tà. Theo tà rất lâu về trời, mình không có thởi nào một cái sức bồng bột hay cái nghẽ hay cái sân cái si mà mình có thể sai một cái lỗi đi xa như vậy. Cho nên hiện bây giờ chỉ có những người mà không còn cái tâm bị u mê, không còn chánh nghĩa, họ mới không có mong là Đức Thầy xuất hiện, họ không mong là cái tiếng sấm không có nổ, họ không mong là sư phụ là Minh Dương, họ không mong cái gì mà xưa nay sư phụ nói là chúng, nhưng mà sư phụ nói chúng 80-90%. Hôm nay sư phụ chỉ còn thiếu một cái tiếng sấm nổ, hôm nay mình nhấn mạnh cái tiếng sấm nổ để cho tất cả mọi thứ sau này đừng có ai đó mà trách tại sao sư phụ không có nói rõ. Gán nhớ, sư phụ đã từng nói rõ rất là nhiều. Khi nhập thất, Đức Thầy có nói con sẽ bị dèm pha. Khi ra khỏi thất, sư phụ có nói các con sắp sửa bị khảo. Sư phụ có nói, và nói mỗi ngày, nhắc nhở mỗi ngày luôn á. Nhưng mà cái lực tà đó nó mạnh hơn lực chánh. Đại chánh không có mời gọi giọng, chỉ có tà đó, tà tâm mới kéo phe mới gọi. Ở trọ xe phòng không có tốt đồng nào, vô nhà ta ăn cắp con của người ta, dạy con ta đi ăn cướp, giữ lại cha ta, ai tránh ai ta, nghĩ như thôi. Núi này cả mồ hôi nước mắt vừa bỏ ra mấy chục triệu á. Cho nên cộng sản hôm nay nó đầy rẫy cái núi này, tràn ngập luôn. Thì mình mới cuộc đại sàng lọc cuối cùng. Xưa mấy vị cho họ theo là vì cái mà đạo á, khi cái đại đạo ra đời nó có cái mặt trái và mặt phải. Cái gì cũng tốt không có, không có đúng, phải có mặt trái để cho người ta mới học hỏi được. Con thấy cái lá cây không? Để giùm thủ cái lá cây. Đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai, bừng tỉnh giấc đổi thay tất cả. Tức là trong một khắc á, mọi thứ thay đổi rất là lẹ. Mà những ngày gần đây á, khi mà tất cả cuộc sàng lọc trên thế giới và sàng lọc của chúng ta, thì các con thấy cơ trời đi còn lẹ. Trong năm nay thứ nào mà còn gặp sư phụ, gặp từ đây, nếu không khó là đổi thay tất cả. Đồng bào ơi, hãy khát tin rằng miền Nam quốc Phật thánh thần. Tức là ở miền Nam á, Bảo Giang Thiên Tử Xuất thì sư phụ sanh ra miền Nam, Đức Thầy cũng miền Nam, lập đạo Hòa Hảo ở miền Nam, tất cả những gì Phật thánh đều là bây giờ là dồn về Nam. Ở bên Tàu cũng có câu là Phật từ Tàu đi xuống Nam. Thì đây mới hợp với câu này: miền Nam quốc Phật thánh thần, sẽ mùa phục quốc ở gần, rất gần ở dân trần. Thế là sẽ có một ngày tươi sáng của nước Việt. Ngày đó là cái bàn chân sư phụ phải về, Đức Thầy phải xuất hiện. Nếu không, cái dân tộc Việt Nam sẽ bị Trung Cộng thôn tính. Đó là nhiệm vụ của sư phụ về mặt đời. Hôm nay tóm tắt lại và nói về tiếng sấm nó sẽ nổ trong vài tháng tới. Đức Thầy xuất hiện thù Việt Nam. Cái thứ hai, thù giải thích rõ giữa chánh và tà. Cái thứ ba, sư phụ sẽ nói tất cả cái hội thiên sau này sẽ đoàn tụ trở lại. Những đứa hội thiên mà có chánh kiến hôm nay đó, những cái chánh kiến sẽ mở rộng vòng tay, không có được có sự ngăn ngại. Thứ tư, tất cả hội thiền sẽ rất là khó gặp. Thứ sáu, sư phụ chỉ nói là 12 giới lực. Tới ngày hôm nay, sư phụ của các con vẫn chưa có phạm giới. Còn về mặt đời ai muốn hiểu sao? Và thứ sáu, sư phụ tuyên bố một điều.
xưa tụi nó hoài, tụi nó không tin. Chúng ta không phải gặp nhau ở đây, tuy là giống như hiệp thành đệ tử, nhưng mà chúng ta đã từng sống chung ở cõi trời. Chúng ta chỉ xuống đây để làm gì? Có hồ chi á, sư phụ chỉ xuống đây một mình hả? Không phải có anh, có em chứ đúng không? Tại trên trời thường nhỏ sư phụ, chúng ta là anh em, chả anh bạn bè.